Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Bà sẽ làm một đĩa ngô cay siêu to khổng lồ các cháu nhá. Thì cái món ngô cay này là những cháu học sinh rất chi là hay ăn các cháu ạ. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của đĩa ngô cay hôm nay này. Đấy, thì bà có chuẩn bị đây là ngô này, đấy, ngô lép đấy, ngô lép nhà bà đấy. Rồi, thế còn đây là đường này, gia vị có đường này và tương ớt này và nước mắm này và tỏi này đấy. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá. Bà sẽ đi bỏ ngô vào, bà sẽ hòa nước vôi bỏ vào ngô, sau bà đặt lên bếp bà Linh nhá. Bà Linh nó lở ra sau bà mang ra chiên nhá. Thì hôm nay là gọi là ngô chiên cay nhá các cháu nhá. Đấy, cái món ăn vặt ở cổng trường đấy. Rồi, thì bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá. Bà sẽ đi dọn bếp là. Thôi đi, bà đi thôi. Các cháu ơi, bây giờ bà bắt đầu bà Linh đi linh ngô nhá. Đấy, thì các cháu này, đây này, ngô bà đã vo sạch rồi, bà đổ vào đây rồi. Bây giờ bà sẽ cho tí nước vôi trong vào nhá. Bà cho nước vôi trong vào các cháu ạ. Cho nước vôi trong vào Linh để cho ngô nó dốc cái mày nhá, để ăn nó dẻo, nó đỡ ráp nhá. Đây, nước vôi trong của bà đấy rồi. Nước vôi của bà đấy rồi. Là bây giờ bà bỏ vào là. Đấy bà Linh ơi. Rồi. Bây giờ bà khoáng lên cho các cháu xem nào. Wow. Đấy. Các cháu nhìn này. Đấy. Cho vôi vào cái là ngô nó lên màu vàng vàng này. Nhưng mà bà Linh không, bà lại còn phải Linh lại nước trong nữa nhá. Bà Linh lại một lần nước trong nữa. Rồi, bây giờ bà đấy vung vào. Các cháu ơi, đây, ngô của bà bây giờ là bà Linh nước vôi nó cũng đã dốc dốc mày rồi các cháu ạ. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ bắt ra khỏi bếp và bà sẽ mang ra bà đãi sạch nước vôi đi nhá. Sau bà lại cho vào Linh nước trắng nữa nhá. Đây, các cháu xem này. Wow, đấy. Hạt ngô nó đã trương rồi. Thì bây giờ bà mang ra bà đãi sạch nước, đãi sạch mày đi, sau bà lại cho vào Linh nước trắng. Đấy, thì ăn nó mới đỡ có vị vôi nhá. Thôi đi, bà mang ra khỏi bếp. Các cháu ơi, bây giờ bà đãi nhá. Bà đãi nước ngô nhá. Đấy. Rồi. Rồi, bây giờ bà. Bà bỏ sang đây. Đấy. Các cháu ơi, đấy, bà đãi đi đãi lại các cháu ạ, nó sạch mày rồi đây này các cháu nhìn này đấy. Nó trắng rồi. Thì bây giờ bà lại Linh lại nước trắng nhá. Đấy. Bà lại Linh lại nước trắng đây cho nó sạch. Rồi. Các cháu ơi, ngô của bà nó chín rồi các cháu ạ. Bây giờ bà vớt ra nhá. Rồi. Các cháu nhìn này. Wow. Đấy. Đây, bà đãi sạch mày ngô bây giờ nó trắng tinh này, các cháu nhìn thấy ngon chưa, hấp dẫn chưa, ấy rất là ngon. Bây giờ bà vớt ra nhá, sau bà lại mang đi rửa nhiều lần nước nữa, sau bà sẽ đặt chảo lên bà chiên cái món ngô cay này, cũng lắm công bà Linh ngô này vào mấy tiếng đồng hồ các cháu ạ mới được đấy. Các cháu ơi, đấy, bây giờ bà chiên nhá. Đây, bà có đặt chảo mỡ rồi. Đây, ngô đây các cháu này. Đấy, trắng lắm. Rồi, bây giờ bà bỏ vào bà chiên nào. Chiên cho nó vàng lên, nó giòn lên, nó bà mang ra. Các cháu ơi, đấy, nó vàng rồi này. Thì bây giờ bà vớt ra nhá. Đấy, đây nó vàng sộm, nó lối hết rồi. Bây giờ bà vớt ra này. Nào, bà vớt ra cái chảo này, nó rộng này, cao hơi, hơi, hơi. Rồi. Đây, bà để đây cho nó dốc dầu.
cháu nhìn thấy vàng trộm này. Chỗ là dốc lầu. Ủa. Ờ, các cháu ơi, bây giờ bà đã bắt đầu nấu nước sốt để trộn ngô vào các cháu nhá. Thì bước tiếp theo đây, bà có đặt chảo rồi. Thì bây giờ bà bỏ tỏi vào. Đây. Wow. Đấy, tỏi gặp mỡ rất là thơm. Wow. Rồi, bây giờ bà bỏ tương ớt vào nào. Bà bỏ tương ớt vào, hôm nay là món ngô cay. Wow. Rồi, bây giờ bà bỏ đường vào. Bỏ đường vào này, đấy. Và bà bỏ nước mắm vào. Đấy, vị mặn là nước mắm. Và có cho một ít ớt bột Hàn Quốc vào các cháu ạ. Ít ớt bột Hàn Quốc vào. Đấy lại tương ớt. Và không cho sa tế nữa. Thơm. Mà nước sốt của bà nó sạch sạch rồi. Đấy. À, bà có bỏ ít ớt sừng vào. Đây là ớt sừng nhá. Bà sợ những cháu nhỏ không ăn được cay để cho ớt sừng. Đấy. Chứ không phải là ớt kia. Ớt này nó không cay nhưng nó cay ít. Rồi bây giờ bà sẽ bỏ ngô vào nhá. Bà phải bỏ ngô chiên vào. Ờ, thì năm các cháu ạ. Rồi. Rồi bây giờ bà bỏ ngô vào này. Đấy, một cháo đầy rồi. Rồi, bây giờ bà đảo đào lên này. Một cháo này. Mười lăm. Trời mơ rồi. Thơm lắm các cháu ạ. Đấy. À, các cháu ơi, đây bà đảo nó đều đây các cháu này. Thì bây giờ bà bắt ra khỏi bếp nhá. Xong bà cho ra cái đĩa nhá. À, bây giờ bà bỏ ra cái đĩa nhá các cháu nhá. Rồi, bà bỏ ra cái đĩa này. Wow. Đấy. Cái món ngô cay này là cái món các cháu đi học là hay ăn lắm. Vậy rồi, vậy không cười. Các cháu ơi, đấy, thế là bà đã làm xong một đĩa ngô cay rồi, chiên ngô chiên cay đây rồi các cháu ạ. Đấy. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với mấy bà cháu nhà bà nhá. Thì bây giờ bà lấy cho bà mời các cháu nhá. Con thấy món này là khá là hấp dẫn đấy. Đúng rồi. À, cái món khá này khá ngon đấy. Chồng. Cái món này là cái món ngô cay ở cổng trường các cháu đi học hay ăn đấy. Rồi. Con. Này, bà mời cháu. Cô xin. Này, chơi. Cô xin. Cho em con đưa các bạn truyền cho mấy bạn cuối trước kìa. Truyền dần dối cho mấy bạn cuối á. Truyền dần xuống. Ờ các cháu ơi, đấy các cháu lại thấy cháu bà xinh không? Cháu bà ơi xinh luôn đấy. Các bạn nào muốn làm dâu Bắc Giang? Cháu cứ mạnh dạn lên, không phải xấu hổ gì cả. Đây. Con xấu hổ gì đâu. Nhìn món ăn thèm quá bà. Này. Nhìn nó hấp dẫn quá. Thiệt, 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 thiệt. Con cho thiệt à? Chuyển. Mỗi cháu này phải ăn đến mấy lần đơm nhá. Chuyển. Rồi, mấy lần là lấy đấy. Đây, bà mời cháu. Con nhau phải ăn hết mấy đĩa đấy. Con cả mâm này có ăn còn hết.
Cho xem. Rồi. Tú chưa cho. Rồi, thì bây giờ mà mời tất cả các cháu cùng ăn ngô cây với bà nhá. Thì bây giờ bà mời tất cả các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Mời bạn ngồi nhá. Ngô cay cơ cháu ạ, hơi cay. Có vị giòn, ngọt cay các bạn. Ngọt lắm, nhớ đúng nhớ, đúng tuổi thơ luôn các bạn ạ. Giòn mà xuê lắm các cháu ạ. Nhai cái nó giòn tan luôn. Ngon. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon lắm các bạn ạ. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon lắm các bạn ạ. Ngon tuyệt vời luôn các bạn ạ. Ngon lắm các bạn ạ. Quá. Ngon lắm các bạn ạ. Cực ngon luôn các bạn. Ngon lắm các bạn ạ. Các bạn ạ. Ngon tan các cháu ạ. Xuê lắm. Lại vị ngọt ngọt lại cay cay. Thơm. Món này là món yêu thích của mình các bạn ạ. Ngon. Ăn mà lại nhớ về tuổi thơ các bạn ạ. Thôi ăn bạn nhá. Hơi cay. Mời các bạn nhá, mình ăn hết 4 đĩa các bạn ạ. Ngon lắm. Đĩa bạn chầu ấy. Mình ăn đĩa thứ hai các bạn ạ. Nhưng mà đĩa của mình đĩa đầy. Hơi mỏi mồm các cháu ạ. Ăn cái này hơi mỏi mồm. Ngon thì có ngon nhưng hơi mình mỏi mồm. Mình ăn mãi không chán luôn nhỉ. Ngon lắm các bạn. Mời tất cả các bạn. Mình mời tất cả các bạn nhá. Các cháu ạ, cái này nhai thì nó có ngon nhưng mà nó hơi mỏi răng các cháu ạ. Ăn mãi không chán, mới hơi khát nước các bạn ạ. Hơi khát nước. Có cháu bảo hơi khô. Cái này nó khô các cháu ạ. Ăn ít thì ngon mà ăn nhiều hơi khô hả? Cái này mà trời mưa đâu ấy. Cái món này là cái món ăn vặt đó các cháu ạ. Ăn hơi ngon. Các cháu ơi. Đấy, thế là mấy bà cháu nhà bà cũng không ăn hết được đây, vẫn còn nhiều lắm. Ăn ngô quên người cũ luôn các bạn ạ. Ngon hơn người cũ. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip tại đây thôi. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay mà có thấy hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Chào tất cả các cháu.